Xin kính chào và kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Khánh Hòa. Chương trình tối nay thứ hai ngày 15 tháng 8, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Cam Ranh triển khai nhiều biện pháp nâng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Tuần lễ nông sản và triển lãm sản phẩm OCOP kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm Khánh Hòa Lâm Đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương liên quan để triển khai các công việc liên quan đến dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, hiện nay Ban Quản lý Dự án 7 đã hoàn thành bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương với 83,35 km trên 83,35 km. Các huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa đang tiếp tục đo đạc, thành lập các mạng trích đo địa chính, tổ chức vận động người dân phối hợp kiểm đếm khối lượng tài sản bị ảnh hưởng, thu hồi đất, xác nhận nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất, v.v. Huyện Vạn Ninh đã có tờ trình Sở Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 3 khu tái định cư gồm Ninh Mã, xã Vạn Thọ, đường 2 tháng 9, xã Vạn Phước và Ruộng Phong, Trắc Tre, xã Vạn Phú. Ủy ban Nhân dân thị xã Ninh Hòa đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư khu tái định cư thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, Hà Thanh 2, phường Ninh Đa và khu tái định cư Ngọc Sơn, xã Ninh An. Huyện Diên Khánh đang lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình đối với hai khu tái định cư ở xã Diên Đồng và Diên Thọ. Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã trình Sở Xây dựng thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng khu tái định cư Khánh Bình. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc liên quan bồi thường, giải tỏa, xây dựng kế hoạch công tác bồi thường đến ngày 30 tháng 11 2022 và 30 tháng 2 2023. Tham mưu ban hành nghị quyết chuyên đề về cao tốc Vân Phong Nha Trang. Sở Xây dựng hướng dẫn đồng đốc thẩm định phê duyệt hồ sơ các khu tái định cư của các huyện, thống nhất chủ trương số lô dự phòng không quá 30%, hướng dẫn các địa phương thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phê duyệt kế hoạch sử dụng đất ở các địa phương năm 2022, hướng dẫn các địa phương lựa chọn mỏ vật liệu, bãi đổ thải. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân cũng đề nghị các địa phương tập trung giải ngân đầu tư công, phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 đạt ít nhất 65%, tập trung thu các loại thuế, nợ đọng đến năm 2023, thực hiện các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 09 và Nghị quyết 55, khẩn trương tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi và các công tác phòng chống dịch để chuẩn bị cho năm học mới. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng sáng nay đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ và đại diện các sở ngành có liên quan nhằm kiểm tra tiến độ tổ chức chương trình TechFest Ngày hội khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 và lễ hội Namas Việt Nam 2022. Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 với chủ đề Khung trời cửa biển, bước phá sáng tạo sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 8 tại quảng trường 2 tháng 4 thành phố Nha Trang. Đến thời điểm này, phần lớn các nhiệm vụ trong công tác tổ chức chuẩn bị cho ngày hội, công tác tuyên truyền, truyền thông cơ bản được Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành. Tổng số gian hàng được các đơn vị đăng ký là 115 trên tổng số 124 gian hàng. Tỉnh sẽ tổ chức họp báo giới thiệu chương trình vào ngày 16 tháng 8. Đối với lễ hội Namas Việt Nam 2022 được tổ chức theo đề nghị của Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 8 tại khu vực quảng trường 2 tháng 4 thành phố Nha Trang. Chương trình nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Ấn Độ, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác về văn hóa, du lịch, quảng bá hình ảnh Nha Trang Khánh Hòa đến với cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân Ấn Độ và quốc tế. Lễ hội gồm các hoạt động trọng tâm, chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống và hiện đại của Ấn Độ Việt Nam và giao lưu diễn viên nổi tiếng Ấn Độ với người dân. Hoạt động tham quan kết hợp quảng bá các di sản văn hóa, địa điểm du lịch tại Nha Trang Khánh Hòa. Cùng với đó là hội nghị xúc tiến du lịch Ấn Độ với các tỉnh Nam Trung Bộ và chương trình Farm Trip Đoàn Ấn Độ khảo sát du lịch Nha Trang Khánh Hòa với sự tham gia của Bộ Ngoại giao và Đoàn Ngoại giao Doanh nghiệp Ấn Độ. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ tiếp thu ý kiến, góp ý của các sở ngành trong quá trình thực hiện sự kiện, kịp thời khắc phục những vướng mắc còn tồn tại, đặc biệt là trong công tác phối hợp tổ chức giữa các chương trình, đảm bảo đúng với kế hoạch đề ra, chủ động trong phương án đón tiếp khách mời, chuẩn bị tốt nội dung cho các hoạt động, hội thảo, tọa đàm.
Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Lê Hữu Trí, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu, đã có buổi khảo sát tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Để triển khai thực hiện Nghị quyết 68 và Nghị quyết 126 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa các nghị quyết trên, phối hợp cùng các cơ quan truyền thông, các chính sách đến với các đơn vị và người lao động nắm bắt thực hiện. Kết quả đạt được hết sức khả quan. Đối với chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, đến cuối tháng 6 năm 2022 đã có 4.886 đơn vị với hơn 90.000 lao động đề nghị giảm. Số tiền được giảm mức đóng 12 tháng là trên 28 tỷ 689 triệu đồng. Đối với chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tự túc, có 12 đơn vị được phê duyệt với 942 lao động và số tiền tạm dừng đóng là hơn 6,8 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn khảo sát đã nêu lên một số vấn đề mà Bảo hiểm xã hội cần làm rõ, trong đó cần kiểm tra rà soát lại các số liệu báo cáo, đánh giá việc thực hiện các thủ tục để người lao động và đơn vị sử dụng lao động có thể nhận được hỗ trợ. Trong báo cáo cần bổ sung thêm một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ, từ đó đoàn khảo sát tập hợp và có những kiến nghị tại các kỳ họp Quốc hội. Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có buổi làm việc với Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Khánh Hòa về việc khảo sát việc triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Báo cáo với đoàn khảo sát, đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội Khánh Hòa cho biết, trong thời gian qua, chi nhánh đã tiếp cận 1.786 người sử dụng lao động với hơn 26.500 lao động. Đã thực hiện giải ngân 42 lượt người sử dụng lao động với số tiền hơn 11 tỷ 346 triệu đồng để trả lương cho hơn 3.000 lao động. Một số trường hợp không đủ điều kiện vay do doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đến ngày 31 tháng 7, có 5 người sử dụng lao động đến hạn trả nợ theo quy định. Chi nhánh đã thực hiện thu hồi với tổng số tiền hơn 2 tỷ 458 triệu đồng. Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát đã trao đổi một số nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, như kết quả triển khai, phân tích nguyên nhân có ít người lao động tiếp cận được với chính sách này. Đồng thời ghi nhận một số kiến nghị của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Khánh Hòa để báo cáo đến các cấp có thẩm quyền giải quyết. Chuyển sang những thông tin khác, thời gian qua tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh chưa đạt kế hoạch đề ra. Nhằm hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương và các chủ đầu tư phải nỗ lực hơn nữa trong thực hiện đầu tư công. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 cho tỉnh là hơn 3.560 tỷ đồng và gần 203 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phân bổ kế hoạch vốn gần 3.520 tỷ đồng. Số vốn chưa phân bổ gần 203 tỷ đồng, số vốn chưa phân bổ đề nghị chuyển về ngân sách trung ương là gần 49,5 tỷ đồng do không còn nhu cầu sử dụng. Đến ngày 31 tháng 7, so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân đạt 30,4%, so với kế hoạch vốn được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thực tế, tỷ lệ giải ngân đạt 32,5%. So với các địa phương trong cả nước, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh khá thấp. Đáng lưu ý có tới 22 đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn thấp hơn mức giải ngân bình quân chung toàn tỉnh. Trong đó có 14 đơn vị chưa giải ngân được, gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Công an tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm sản Khánh Hòa, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa, Sở Văn hóa và Thể thao, Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng, Hội nông dân tỉnh, Đài phát thanh và truyền hình Khánh Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, huyện Trường Sa, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh. Cả tỉnh chỉ có 19 đơn vị giải ngân kế hoạch vốn cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung toàn tỉnh. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh là đơn vị có tỷ lệ cao nhất, đạt 75,6%. Để hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành địa phương và các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành kế hoạch được giao, lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của người đứng đầu và tập thể cá nhân có liên quan.
Còn tại thành phố Cam Ranh, sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, ngay từ đầu năm, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư công nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân theo như cam kết với tỉnh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương. Năm 2022, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Cam Ranh thực hiện là 165 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn khá lớn. Trong khi đó, những biến động liên tục của tình hình giá cả, vật tư trong những tháng đầu năm cũng là trở ngại lớn để các dự án triển khai đúng tiến độ đề ra. Do đó, thành phố đã đề ra những giải pháp quyết liệt hơn để tháo gỡ các vướng mắc. Sau nhiều nỗ lực trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng của dự án, đến nay tuyến kè số 1 thuộc dự án kè chống sạt lở sông Lạch Cầu 2 và sông Lạch Cầu 3 đã được thông tuyến. Đơn vị thi công đang gấp rút triển khai dự án nhằm hoàn thiện các hạng mục trước mùa mưa bão. Trong khi đó, dự án trường trung học cơ sở Nguyễn Trọng Kỷ cũng đã hoàn thành và kịp đưa vào sử dụng trước năm học mới. Đây là hai trong số các công trình trọng điểm của thành phố Cam Ranh đã được cơ quan chức năng sớm tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện để công tác giải ngân nguồn vốn được thuận lợi. Đa số các dự án đó cũng đã xong cái bước phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Khi mà có mặt bằng thì giải đền bù xong sẽ tiếp tục triển khai lựa chọn nhà thầu và thi công để sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng. Báo cáo từ Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, nguồn vốn giải ngân đến ngày 31 tháng 7 là 71,1 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch. Trong đó, các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương, tỉnh giao đạt tỷ lệ giải ngân 98% kế hoạch. Đối với nguồn vốn phân cấp đầu tư do thành phố thực hiện, đạt tỷ lệ giải ngân 43% kế hoạch. Hiện tất cả các công trình đang triển khai thi công, trong đó có một số công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, riêng nguồn vốn tỉnh giao từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển sang năm 2022 có tỷ lệ giải ngân đạt thấp ở mức 32,8% kế hoạch. Một số các công trình cũng đang còn tồn tại, có những cái ban quản lý dự án khác mà đầu tư trên địa bàn thành phố, thì đặc biệt về công tác giải phóng mặt bằng, trong đó về cái công tác kiểm kê là áp giá bồi thường vật kiến trúc đất đai thì nó muôn vàn khó khăn. Có những dự án thì thực hiện cái giải pháp đó nó rơi vào tới 2-3 năm chưa thực hiện xong. Song song với việc đó, cái thời gian nó kéo dài thì thời gian nó thay đổi về vật giá, về đơn giá nhân công thì nó thay đổi rất lớn. Xăng dầu đơn giá nhân công nó tăng lên và thì dẫn đến là nhà thầu cũng có nhiều thiệt hại. Theo đánh giá của thành phố Cam Ranh, mặc dù tình hình giải ngân nguồn vốn có nhiều chuyển biến tích cực, song để đạt tỷ lệ giải ngân 70% tổng nguồn vốn đến ngày 30 tháng 9 vẫn cần nhiều nỗ lực, bởi việc triển khai các dự án thời gian qua vẫn còn nhiều vướng mắc do công tác lập hồ sơ, thủ tục đầu tư của các dự án lớn còn chậm. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm vẫn chưa thực hiện xong. Trong khi đó, giá vật tư, cước vận chuyển tăng mạnh trong thời gian qua khiến nhà đầu tư thi công cầm chừng, đã ảnh hưởng lớn đến việc thanh toán khối lượng cũng như tỷ lệ giải ngân nguồn vốn. Do đó, thành phố đã đề ra nhiều biện pháp để đẩy nhanh công tác giải ngân trong 5 tháng cuối năm. Đối với các dự án thuộc các nguồn vốn được giao năm 2022 mà đang triển khai thi công, yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu năm đầu tư đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 đạt tỷ lệ trên 70% kế hoạch vốn. Riêng đối với các công trình khắc phục mưa lũ năm 2021 có quy mô lớn như kè hai bên bờ suối cạn thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, đập dân Nghĩa Cam, phường Cam Nghĩa, mương tiêu lũ, thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thành Đông, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao trong năm 2022. Bên cạnh đó, các dự án trọng điểm sẽ được thành phố tập trung cho khu giải phóng mặt bằng. Khi có mặt bằng sạch, sẽ cho tổ chức thi công ngay. Thành phố cũng yêu cầu cơ quan chức năng theo dõi sát quá trình triển khai thi công các dự án. Ủy ban Nhân dân thành phố Cam Ranh xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng nhất trong năm 2022. Địa phương cũng gắn trách nhiệm của người đứng đầu, chủ đầu tư trong từng dự án cụ thể nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội năm 2022. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 đã khai mạc vào sáng nay tại Nha Trang. Đại hội được Trung ương Đoàn chọn làm đại hội điểm cấp tỉnh của cả nước. Đại hội có sự tham gia của gần 300 đoàn viên thanh niên tiêu biểu, đại diện cho hơn 72.000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh.
Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của tuổi trẻ Khánh Hòa. Đại hội đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và ban thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội đã thông qua chương trình nội quy, quy chế làm việc của đại hội. Ban thẩm tra tư cách đại biểu đã trình bày báo cáo thẩm tra và biểu quyết tư cách đại biểu tham dự. Cũng trong phiên thứ nhất, đại hội đã nghe tóm tắt bản báo cáo chính trị của ban chấp hành tỉnh đoàn khóa 11 trên đại hội. Đồng thời, các đại biểu đã thảo luận góp ý vào văn kiện đại hội đoàn toàn tỉnh lần thứ 12, báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương đoàn khóa 11 trình đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 sắp tới. Đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 là đại hội của hành động, đại hội của khát vọng tuổi trẻ với khẩu hiệu hành động tuổi trẻ Khánh Hòa khát vọng bản lĩnh đoàn kết sáng tạo cống hiến, góp phần đem tài năng sức trẻ xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước giàu đẹp văn minh. Cũng trong sáng nay, trước thềm đại hội, đoàn đại biểu đã dâng hương tại tháp Trầm Hương để bày tỏ niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với các anh hùng liệt sĩ, những bậc tiền nhân, những người con của quê hương đã anh dũng, kiên cường chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập tự do của đất nước. Hướng đến kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, sáng nay, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của cựu chiến binh Bùi Xuân Phước ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang đã tổ chức lễ trao nhận tượng Bác Hồ từ đóng góp của đơn vị thiện nguyện. Tượng Bác Hồ được đơn vị thiện nguyện trao tặng khu tưởng niệm có chiều cao 1m9, trọng lượng khoảng 200kg. Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động từ năm 2001 trên diện tích 2.000m2, gồm nhiều hạng mục, như một bảo tàng thu nhỏ được cựu chiến binh Bùi Xuân Phước dành nhiều tâm huyết công sức để sưu tầm, trưng bày nhiều hình ảnh, hiện vật và tư liệu lịch sử quý giá về cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua, khu tưởng niệm đón rất nhiều đoàn khách tham quan, trở thành một địa chỉ đỏ, góp phần lan tỏa giá trị tinh thần, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 18 tháng 8 tới đây, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Khánh Hòa sẽ phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, huyện Đoàn Vạn Ninh, tổ chức phiên giao dịch việc làm tại Ủy ban Nhân dân xã Vạn Thắng, thôn Phú Hội 1, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh. Tại phiên giao dịch sẽ có 9 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia trực tiếp tuyển dụng 830 lao động vào làm việc ở 46 vị trí làm việc. Mức lương được các doanh nghiệp công bố từ 5 đến 30 triệu đồng, tùy vị trí công việc, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách theo quy định của pháp luật và các chế độ phúc lợi do doanh nghiệp đưa ra. Đặc biệt, các doanh nghiệp tuyển dụng tất cả lao động ở các cấp trình độ, đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và lao động phổ thông. Bên cạnh đó, tại phiên giao dịch, có 5 doanh nghiệp được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp phép tham gia tư vấn, tuyển chọn hơn 300 lao động đi làm việc theo hợp đồng ở thị trường Nhật Bản, Đài Loan. Thưa quý vị và các bạn, tuần lễ nông sản và triển lãm sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đang diễn ra tại thành phố biển Nha Trang. Mặc dù đây là lần đầu tiên hai tỉnh tổ chức sự kiện này, nhưng với sự liên kết nhiều năm trong hợp tác phát triển du lịch, hoạt động kết nối xúc tiến thương mại của hai địa phương hàng đầu du lịch cả nước hứa hẹn sẽ đạt những kết quả thiết thực, tiếp sức cho những hàng hóa, sản phẩm đặc trưng của hai vùng miền, thúc đẩy thương mại và du lịch phát triển. Diễn ra từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8 2022, tuần lễ nông sản và triển lãm sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng, thu hút đại diện 38 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh của hai tỉnh tham gia 40 gian hàng trưng bày những sản phẩm nông nghiệp, cà phê, sầu riêng, táo, nấm, trầm hương, yến xào, gia vị, các sản phẩm đồng, trà, mật ong, atiso, cacao, hạt bắc ca, bánh, mứt trái cây các loại. Đặc biệt, nhiều sản phẩm được canh tác chế biến hữu cơ, công nghệ sạch, được cấp chứng nhận OCOP, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Lần này là lần thứ ba tôi trở về thành phố Nha Trang để triển lãm và quảng bá cái sản phẩm đặc trưng của mình. Tại sao tôi dùng cái từ đặc trưng? Tôi không làm thương mại. Ở đây tôi chỉ làm những cái sản phẩm mà độc quyền từ cây nhà lá vườn tôi làm ra. Tôi canh tác hữu cơ năm nay là 14 năm. Tôi muốn lan tỏa một cái sự kết tinh để bảo vệ môi trường. Và trong cái giai đoạn mà thời tiết thay đổi, biến đổi khí hậu như thế này, chứ không phải là quảng bá về một cái sản phẩm không, về đây để quảng bá cái thương hiệu của mình, cái sản phẩm của mình cho khách hàng biết được rằng là sản phẩm hữu cơ nó như thế nào và nó khác biệt so với những sản phẩm khác nó như thế nào. Tôi đã tham gia rất là nhiều các cái hội chợ và với cái mục tiêu mà bên hợp tác xã muốn hướng tới đó là tham gia hội chợ để quảng bá tất cả các cái nông sản mà bên hợp tác xã đang sản xuất cho người dân Nha Trang cũng như là người dân của tỉnh Khánh Hòa để họ có thể biết thêm về các cái nông sản của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Hiện tại thì mặt hàng các cái loại nấm của hợp tác xã nấm Vinh Ngọc Nha Trang đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao và các cái sản phẩm công nghiệp tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa và vừa rồi cũng là hợp tác xã tiêu biểu khu vực miền Trung Tây Nguyên. Lâm Đồng hiện là địa phương đi đầu cả nước về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh với trên 300.000 hecta đất canh tác nông nghiệp, trong đó có 197 hecta ứng dụng công nghệ thông minh. Lâm Đồng cũng có khoảng 175 sản phẩm nông nghiệp được cấp chứng nhận OCOP từ 3 đến 5 sao và 22 chứng nhận nhãn hiệu độc quyền, trong đó nhãn hiệu Đà Lạt, kết tinh kỳ diệu từ đất lành đại diện cho 4 sản phẩm rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông được thị trường đón nhận. Đây là lần đầu tiên hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng phối hợp tổ chức tuần lễ nông sản, triển lãm sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Kết nối hai địa phương từ trên vùng cao nguyên đưa sản phẩm nông sản đặc thù của Lâm Đồng xuống với dân địa phương của Nha Trang. Và Nha Trang đây là cơ hội giới thiệu cái sản phẩm đặc thù của Nha Trang, Khánh Hòa về các sản phẩm vùng biển. Đây là một cái rất đặc thù giữa hai địa phương, mà đặc biệt là hai nhiệm vụ của hai trung tâm xúc tiến, của Trung tâm xúc tiến đầu tư Lâm Đồng với Sở Công Thương để mà tổ chức cái tuần nông sản này làm giới thiệu cho bà con là mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, rồi các cái sản phẩm của Nha Trang này đưa lên làm cái đầu mối để mà làm kết hợp với địa phương Lâm Đồng. Và năm tới thì Khánh Hòa cũng sẽ xúc tiến và trước đây cũng đã xúc tiến việc này rồi. Và hiện nay thì các sản phẩm thủy hải sản của Khánh Hòa cũng đã tiêu thụ ở thị trường Lâm Đồng rất là nhiều và có các tổng đại lý, các đại lý phân phối cấp 1 tại thị trường tỉnh Lâm Đồng chuyên tiêu thụ về hải sản của Khánh Hòa cho các nhà hàng, các chợ, các nội bữa tại tỉnh Lâm Đồng. Thì cái mặt hàng này là rất là mạnh bởi vì cái cung đường mà từ Khánh Hòa đi lên Lâm Đồng rất là thuận lợi và sản phẩm đưa lên là vẫn còn tươi sống. Do đó là du khách và người dân của tỉnh Lâm Đồng rất là ưa chuộng. Và bên cạnh đó thì la kim, rau củ quả các loại của Đà Lạt, Lâm Đồng cũng xuống Khánh Hòa rất là thuận lợi. Chỉ còn đi khoảng 2-3 tiếng đồng hồ là đã tới. Do đó là cái việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm giữa hai tỉnh rất là thuận lợi. Lâm Đồng và Khánh Hòa không chỉ là hai địa phương có thế mạnh về du lịch mà còn có nhiều tiềm năng thế mạnh trong sản xuất, nuôi trồng và chế biến nông sản. Với điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, bề dày hợp tác, liên kết trong phát triển du lịch giữa hai vùng miền khác biệt về sản phẩm giữa biển đảo và núi rừng, việc tham gia tuần lễ nông sản cũng như các chương trình xúc tiến khác trong thời gian tới sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã của hai địa phương liên kết mang đến cho người tiêu dùng và khách du lịch những sản phẩm chất lượng, an toàn, giá cả phù hợp, qua đó thúc đẩy sản xuất, giao thương hàng hóa, tăng trưởng thương mại giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Khánh Hòa tối nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.